Xin mến chào bạn. Giờ mình quay cái clip mình bán cái máy thanh lý cái máy Canon 2009 rồi nha. Thì nghe tới 2009 là bạn biết đó, máy này là mệnh danh là cổ máy siêu bền luôn nha. Dân miền Bắc rất là thích chơi những cái hàng Canon này, hỏi hỏi hàng mình hoài à. Thật sự nó rất là bền ghê lắm, nó chạy ghê lắm. Mà bây giờ giờ mình có con này mình bán giá thanh lý nha, mình quay clip để mình test cho các bạn coi cái chất lượng bản in với lại nó chạy ổn định lắm, nó chạy em luôn à ha. Để mình quay clip mình in hình, in xăm đồ này kia, in chữ, in đồ đó, mình test cho mấy bạn coi luôn. Cái này bao kẹt giấy không nha, không có chuyện mà kẹt giấy đâu ha. Mình làm máy là rất là ok, không có vấn đề ha. Rồi để mình bắt đầu in nha. Trước tiên là mình in cái trang test bên Windows cái đã. Đây, Canon hàng chính nha, vi hàng chính này ha. Rồi, bằng test chạy. Giấy nó chạy ra đó bạn, chạy máy chạy luôn à. Đây chất lượng bản in đây. Để camera nó gần quá nó bị nhòe các bạn. Không một chấm một vết lỗi luôn nha. Rồi giờ mình in liên tục nhiều tờ nè. Nghị định 71 của Thủ tướng Chính phủ nha. In 5 tờ thôi, 5 tờ đầu thôi. 1 đến 5 à. Còn nó kéo giấy liên tục nha, không có vụ kẹt giấy đâu nha. Mình rất đẹp luôn. Đầu có vướng cọng tóc ở trong nè. Lấy cọng tóc ra. Động như là cuối luôn, rất là rõ ràng. Giờ mình in cái hình xong mới nhìn hết hồn luôn nè. In cái hình xong máy anh em nào cũng mua làm hình xong thì cũng rất ok nha. Có vấn đề giá mình bán rẻ thôi, chứ nếu mà con này mà bán đúng giá chắc 1.8 triệu, 1.9 triệu á, nếu mà nó full đầy đủ á, bán 1.8 triệu là mắc lắm. Con nào cứng lắm là 2 triệu luôn. Rồi bây giờ bán giá rẻ lại. In cái hình xong á. Trời ơi quá đẹp luôn à. Hàng cái này quan trọng cái vấn đề bên ngoài nó không có quan trọng nó thiệt mấy bạn á. Nó bên trong cái sáng nó chạy bền nó ok. Đúng không? Chất lượng như máy zin luôn, không có vấn đề gì ở đây hết nè à. Bán hành lý đó nha mấy bạn. Rồi cảm ơn mấy bạn nha.